Bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cái lô cá sấu vàng đây. Thì hôm nay bên em về thêm cái mẫu ví nữa. Thì bên em sẽ bán combo hoặc là bán tách, tùy theo các bác có nhu cầu mua combo cũng được mà mua tách cũng được. Đó, hàng về ngập kho luôn, để trân trọng gửi tới các bác những cái ngày cuối năm tất bật như này. Các bác sắm cho mình những cái combo đẹp để mình đi chơi Tết các bác nhá. Đấy, du xuân thưởng ngoạn. Năm nay thì hết Covid Covid rồi. Các bác tha hồ thoải mái ăn chơi bung lụa các bác nhá. Đó. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin trùng đơn, nhận hàng kiểm tra, cân nhắc trước khi mua hàng. Ok. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô thắt lưng cá sấu vàng này. Đấy. Thì nếu mà các bác lấy thêm ví nữa thì các bác là lên cho em là cá sấu vàng cộng ví nhá. Đấy, cá sấu vàng cộng ví. Thì một bộ như này bao gồm là hai món, một thắt lưng. Đấy, và một ví như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 250k cho một bộ thắt lưng cá sấu như này. Đó, 250k các bác nhá. Đó, 250k thôi. Các bác lên mã giúp cho em là cá sấu vàng cộng ví. Đấy. Nếu các bác lấy nguyên cá sấu vàng, đấy lấy nguyên cá sấu vàng là 150k và bao ship bác nhá, 150k bao ship. Nếu các bác cộng là cá sấu vàng. Đấy, cá sấu vàng cộng với lại thắt lưng. Đấy. Vàng cộng với lại thắt lưng. À, cộng với ví nhá, cộng với ví thì bên em gửi tới bác cái giá là 250k. 250k và cũng bao ship cho bác luôn bác nhá. Đó, thì nó sẽ chia ra làm 2, 1 hoặc là 2. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy cái nào thì lấy. Đấy, cá sấu vàng không thì là 150.000 và cá sấu vàng cộng ví là 250.000 các bác nhá. Đó. Thì sản phẩm nó sẽ như này đây. Các bác nhận được hàng thì hàng trong hộp như này. Đấy, combo của nó sẽ là như này bác này, hai món như này. Hai món như này các bác nhá. Đấy, bao gồm là một ví và một thắt lưng các bác nhá. Một ví và một thắt lưng như này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Đó, thì em sẽ đi vào cái ví trước các bác nhá. Đây, đây là một cái con ví da này, con này. Đó. Đây, một cái con ví da như này các bác này. Đó. Một em ví da như này. Đây các bác này, một em ví da rất là đẹp luôn. Đó, thì đây là các cái ngăn đều là sử dụng được hết các bác nhá. Ngăn máy đều sử dụng được hết các bác này. Đó. Và đây là một ngăn khóa này các bác này. Đấy, một ngăn khóa đây. Đấy, rất là ngon lành luôn. Ngăn này là có khóa này. Đấy thì tùy theo các bác thôi. Các bác muốn lấy thêm ví thì lấy, mà lấy nguyên thắt lưng thì lấy. Nếu lấy combo thì của nó là 250.000 combo đây. Đấy, đây. Ví da này các bác này. Đấy, ví da cá sấu rất là đẹp luôn nhá. Đó. Đấy, ví da cá sấu rất là đẹp luôn. Đấy, chất da siêu mềm luôn các nhá. Đấy, ví da cá sấu chất da siêu mềm luôn. Đó. Và một con thắt lưng này, đây. Thắt lưng rất là đẹp luôn nhá. Đấy, nếu các lấy nguyên thắt lưng như này thì giá của nó là đi 150.000 nhá. Nguyên thắt lưng là 150.000. Còn nếu các lấy kèm cả ví nữa thì cộng cho em thêm đấy, các bác cộng cho em thêm 100.000 nữa là vào 250k bao ship đấy nhá. Đấy. 250k bao ship cho cái mã thắt lưng này các bác này. Đấy, một bộ của nó như này. Về các bác sử dụng thì cực kỳ là chất luôn các bác nhá. Đấy. Thắt lưng của nó thì nó là thuộc cái dạng là đây các bác nhá, rất là ngon lành luôn. Mặt của nó là mặt mạ vàng này, hình cá sấu rất là đẹp này. Và đây là một cái thắt lưng này dài khoảng 1m, 1m2 nhá. Đấy, rất là dài luôn. Khóa của nó các bác nghe tiếng khóa kêu là các bác đã thấy thích rồi này. Đó, tanh tách này luôn, rất là ngon luôn nhá. Đó. Thì bên em sẽ bán là theo hai kiểu. Một kiểu là các bác lấy nguyên cái này không. Nguyên cái này không thì bên em nguyên cái thắt lưng không thì là 150k bao ship. Còn nếu các bác lấy kèm thêm ví này nữa thì bên em bán là 250k. 250k combo các nhá. Đấy, các bác lấy combo như này thì là cá sấu vàng cộng thắt lưng. Đấy, một cái bộ đẹp như này. Hàng đựng trong hộp cực kỳ chất lượng xịn sò như này. Đấy, rất là đẹp này. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà ngày Tết này, cho các cụ nhà mình này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cho ông, cho bà, anh chị em này. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì một cái bộ cá sấu vàng như này, các bác lên cho em là cá sấu vàng cộng ví này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 250.000, 250.000 các bác nhá. Đấy. Còn nếu các bác lấy nguyên cái cá sấu vàng này không, đây, nguyên cái cá sấu vàng không như này bên em cũng ok, cũng lên đơn xuất cho các bác. Giá chỉ là 150k. Các bác lên cho em là cá sấu vàng 150k nhá. Cá sấu vàng 150k. Cá sấu vàng 150.000 thì bên em vẫn bán rồi nhá, 150.000. Còn hôm nay thì bên em về thêm cái combo là cá sấu vàng cộng với lại thắt lưng nữa, thì các bác lên cho em là cá sấu vàng đấy, cộng với ví đấy. Cá sấu vàng cộng với ví các nhá. Đấy, thắt lưng, cá sấu vàng cộng với ví là 250k bao ship nhá. Đó, thì một bộ như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, cực kỳ là sang xịn mịn luôn các nhá, sang xịn mịn luôn. Rồi, ok các bác. Đó. Vâng, cái mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là tiếp tục cái chương trình xả kho giảm giá này. Đấy. Thì bên em còn một cái thước dây 10 mét đây các bác nhá. Đó. Còn một cái thước dây 10 mét, hàng siêu đẹp siêu chất luôn. Đó, thì con thước dây này thì hôm nay bên shop đang bán cho các bác với cái giá đó là cái này bên em đang bán là 85.000. Hôm nay thì bên em đã xả thanh lý cho bác một cái thước dây 10 mét như này. Giá của nó là đi 50k nhá. 50k cho một cái thước dây 10 mét này. Các bác lên cho em là thước dây 10 mét nhá. Thước rút 10 mét.
50k, bác nào nhanh chốt thì được thôi. Riêng cái dòng này em đã xả như này là các bác phải chuyển khoản hết. Dưới 100 thì bên em sẽ không bao ship. Đấy, dưới 100 là hàng xả là dưới 100 là không bao ship các bác nhá. Đó, dưới 100 là bên em sẽ không bao ship cho bác đâu. Cho nên là các bác cân nhắc nhá. Đó. Quy định như vậy rồi. Đó. Tiếp theo chương trình hàng xả đó là bên shop còn mấy cái khay úp cốc này nữa. Đó. Bên em đang bán là 100k. Đấy, khay úp cốc này. Đấy, các lên cho em là khay úp cốc đang bán là 130k. Đấy, xả cho các bác còn 90k nhá. 90k mà khay úp cốc này. Các bác lên cho em là khay úp cốc này, 90k một con này nhá. Đó, 90k một con. Hàng dưới 100 là bên em không bao ship. Đấy, ví dụ như các bác muốn là bao ship thì các bác chuyển khoản cho em là 101 thì các bác đâu đó các bác sẽ được bớt được là đi 20.000, bớt được 20.000. Còn nếu bác nào lấy thêm những món khác nữa thì mình sẽ bớt được nhiều hơn. Đấy, lên mã giúp cho là khay úp cốc này, 90.000 nhá. 90.000 thì khay úp cốc này. Đó, 90k. Tiếp theo là cái tam nước này. Cái bộ tam nước này thì bên em cũng còn một bộ duy nhất. Bộ này thì bên em đang bán với cái giá đó là 190.000, 190k. Tam nước 190k, xả cho các bác luôn. Đấy. 190k xả luôn cho các bác, còn cái giá là 150k, 150k. Đấy, bao ship, chuyển khoản hết cô nhá, chuyển khoản hết. Đấy. 150k bao ship, chuyển khoản hết, lên mã giúp cho em là tam nước. Đấy, bật cho anh cái bóng lên. 150k bao ship, chuyển khoản hết, lên mã giúp cho em là tam nước cô nhá, tam nước. Đó. Mã tiếp theo, đó là bên em còn một ít kilo nước hoa Chanel và nước hoa bút nữa. Đó. Thì đây là nước hoa Chanel này, Chanel đang bán bao nhiêu đây? Nước hoa Chanel nước hoa Chanel. Đấy, bên em đang bán với cái giá là 170.000. Đấy, 170k. Xả luôn cho các bác cái giá còn là 140k. 140k cho một hộp nước hoa Chanel này các bác nhá. Đấy, 140k một hộp nước hoa Chanel như này. Đó, còn 5-6 hộp nữa. Thanh lý nốt cho các bác. Hàng made in Fancy các bác này. Đây, made in Fancy đây, hàng của Pháp các bác nhá. Đấy, bên em đang bán là giá gốc của nó là tới 280.000 cơ. Nhưng mà hôm nay dọn kho thì xả xuống 170 rồi. Hôm nay tiếp tục xả cho bác luôn. Đấy, còn 140.000. Đây, made in Fancy các bác này. Đó, made in Fancy đây, khỏi phải bóc ra luôn. Đó. Tiếp theo là nước hoa bốt này. Nước hoa bốt thì bên em đang bán là 200k này. Đấy, 200k cũng xả luôn cho các bác với giá là 130k một lọ này. Đấy, em cũng chỉ còn 5-7 lọ nữa thôi, 130k. Đấy, một lọ nước hoa bốt như này các bác nhá. Đấy, bác nào mà nhanh chân thì được thôi. Em cũng chỉ còn 4-5 hộp như này thôi. Đấy, đang bán là 200k đấy, xả cho bác 130k luôn, xả banh nóc các bác nhá, xả banh nóc luôn. Đây, một cái lọ nước hoa bốt như này, hương cực kỳ là thơm luôn các nhá. Đấy, hương thơm cực kỳ là dễ chịu luôn các bác. Đó, đây. Các bác nhá. Đó. Đấy. Thơm dịu nhẹo nhá, rất là dễ chịu luôn. Đó, xả thanh lý luôn cho các bác cái nước hoa bốt này, giá là 130.000. 130.000 bên em cũng chỉ còn mấy lọ nữa thôi, thanh lý nốt luôn. Từ giờ đến Tết thì rất là nhiều mã thanh lý để gửi tới quý bạn và các vị. Thế nên là các vị nhanh chân nhá. Đấy, các vị nhanh chân nhanh tay cho em để chốt đơn. Đó. Tiếp theo thì cái gen chịu nhiệt này. Đây là cái bó gen chịu nhiệt nhá. Đấy, bó gen chịu nhiệt như này. Hôm nay thì bên em thanh lý luôn cho các bác với giá là 10k cái bó gen chịu nhiệt này nhá. Đấy, 10k. Bác nào làm motor, motê liên quan đến các cái thiết bị đấy thì hay dùng cái này đây này. Đấy, làm motor mới tiếc là hay dùng cái này. Thì thanh lý cho bác với giá là 10k nhá. 10k cái gen chịu nhiệt này. Đó. Tiếp theo là cái nước hoa đôi này. Đấy, hôm nay thì còn một ít nước hoa nữa thì bỏ ra đây thanh lý nốt cho bác luôn. Nước hoa đôi bên em đang bán với cái giá là đi 150.000. Đấy, 150.000 một bộ nước hoa đôi này. Thanh lý luôn cho bác cái giá là 110k, 110k và bao ship. Đấy, còn bao nhiêu bán nốt. 110k bao ship trong bộ nước hoa đôi như này. Một bộ của nó thì nó sẽ bao gồm là đây, em sẽ khui ra cho bác xem. Đó. Một bộ của nó sẽ bao gồm là hai chai các bác nhá, hai chai nước hoa. Đó, gọi là nước hoa đôi mà. Hai em luôn các bác nhá. Đó. Một em màu xanh, em màu đen. Em màu xanh các bác dùng cho em ban ngày, em màu đen là dùng cho em buổi tối nhá. Đó, nó chia ra làm hai mùi, hai lọ hai mùi hai màu khác nhau. Đấy, hương thơm thì cũng cực kỳ là tính nam luôn các nhá, cực kỳ là tính nam luôn. Đó, hàng cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, một hộp như này, hàng nước hoa của Nhật các nhá, cực kỳ là chất lượng và xịn sò luôn. Đấy, hàng của Nhật, rất chất lượng luôn, tem mác của Nhật hết các nhá. Đó đây, tem mác của Nhật hết. Giá thì một hộp như này, hộp như này là 101 bao ship cho bác luôn, 101 bao ship. Em cũng còn chỉ còn mấy hộp duy nhất thôi. Đấy, thanh lý nốt cho bác còn mấy hộp duy nhất thôi. Thanh lý nốt cho bác nhá. Đó. Đấy, thanh lý nốt cho bác luôn. Đó. Tiếp theo là cái hộp thuốc dán này, em còn một hộp duy nhất. Cái này thì bên em cũng xả kho thanh lý luôn cho các bác với cái giá đó là đang bán là 90k. Đấy, xả cho các bác luôn. Cái giá là 50k nhá, 50k cho một hộp thuốc dán này. Đó, còn hộp duy nhất. Riêng những cái hàng xả như này là các bác phải chuyển khoản bên em mới bán nhá. Đấy, còn là các bác mà mua ấy là bên em không bán đâu. Đấy, 90k các bác nhá. Đó. Hôm nay thì tiếp tục xả và xả liên tục cho bác luôn. Đó. Thì nói đến xả thì lại tiếp tục xả đây.
Đấy, đó là cái xả quần áo này. Đấy, xả quần áo đây. Đấy, thôi cái này thì bên em vẫn bán 30.000, chả có lãi mấy nữa mà xả với súng cái này. Đấy, 30k một lọ xả quần áo như này. Đấy, lọ này của nó là dạng viên nhá, viên xả đấy. Quay lên trên là viên xả quần áo nhá. Đấy, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên mã giúp cho là viên xả quần áo nhá, viên xả quần áo. Đó. 30k một hộp này. Quá lấy tên 5 hộp thì bên em sẽ bao ship. Đấy, tiếp theo là bên em còn mấy cái máy đánh trứng nữa này. Đây. Đấy, còn mấy cái máy đánh trứng nữa, đang bán là 40k. Thanh lý luôn cho bác cái giá là 30k một con máy đánh trứng này các nhá. Đấy, đánh trứng. Về các bác lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đấy, gọi là máy đánh trứng, về các bác lắp pin vào. Đây. Đấy, con này thì nó là trục xoay này, trục xoay. Máy đánh trứng trục xoay như này. Đấy, về các bác cứ lắp pin vào là dùng thôi. Lắp cho em hai quả pin vào đây nhá. Lắp hai quả pin vào đây là dùng. Lên cho em là máy đánh trứng nhá. Đấy, xả cho bác luôn. 30.000 một chiếc. Đấy, còn mấy chiếc nữa cũng thanh lý nốt luôn. Máy đánh trứng nhá. Đó, 30k. Thanh lý nốt luôn. Tiếp theo đó là cái bật lửa Zippo này. Đấy. Bên em đang bán là 130.000. 130.000 một chiếc. Đấy, hôm nay thì bên em còn 2 4 5 6 7 8 gần chục chiếc nữa. 130k một chiếc. Đấy, bên em xả luôn cho các bác với giá là 90k một chiếc này. Các bác lên cho em là bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Đây, hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA. Bật lửa Zippo của Mỹ với nhá, rất chất lượng luôn. Đây, made in USA này các bác này. Đó, cũng thanh lý luôn cho các bác với cái giá đó là đi 90k nhá. Đấy, 90k cho một cái bật lửa Zippo này. Qua lên cho em bật lửa Zippo 90k một chiếc nhá. Đó, 90k một chiếc cho cái bật lửa Zippo này. Đó. Tiếp theo thì bên em còn ít cái kìm bấm xanh này. Kìm bấm xanh này. Đó. Bên em đang bán là 30.000, cũng thanh lý nốt cho bác với giá là 20k. Đấy. Từ gần Tết thì em chỉ có dọn kho thôi, cho nên là thanh lý hết, giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. 20.000 một cái kìm bấm xanh này các bác nhá. Đấy, 20.000 một cái kìm bấm xanh này luôn. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Đó. Tiếp theo là cái lọ tinh dầu gỗ này. Đấy, bên em cũng còn một chục lọ nữa. Đó. Cái này thì bên em đang bán là 50k. 50k một lọ tinh dầu gỗ này. Hôm nay bên em cũng xả luôn cho bác cái giá là 30k một lọ nhá. Đó. 30k một lọ tinh dầu gỗ này. Qua này. Đó. Về các bác treo xe, treo phòng rồi treo ở các cái vị trí mà các bác mong muốn nhá. Đó. 30k cho một lọ tinh dầu gỗ này. Đó, 30k một lọ tinh dầu gỗ bác nhá. Đó. Rồi, ok. Thì bên em đang bán với cái giá đó là 280k. Đấy. 280k. Xả cho bác luôn cái giá là 240k và bao ship coi nhá, 240k bao ship. Đó, các bác lên cho em là súng thư giãn 240k và bao ship cho cái mã súng thư giãn này. Con này dùng thì nói chung là nó là quá tuyệt vời rồi các bác. Đấy. Thì đây, em sẽ mở sản phẩm ra test thử cho các bác xem để các bác thấy được cái độ chất của nó nhé. Đó đây. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm là dây sạc 4 cái đầu kết nối các bác này. Đó, dây sạc 4 đầu kết nối luôn. Đấy. Có 4 đầu kết nối các bác nhá. Dây sạc 4 đầu kết nối và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa để các bác sử dụng. Đấy, thì đây là một con máy này. Tất cả của nó đều là bằng đồng hết cô nhá. Đó. Phần cái phần motor của nó là bằng đồng hết này. Đấy, motor bằng đồng này các bác này. Đây. Đấy, motor bằng đồng đây, dây đồng đỏ ao đây. Đấy. Máy thì chạy rất là khỏe nhá. Đầu tiên các bác bật đèn đỏ lên cho em, sau đó giữ lì là máy nó sẽ bắt đầu đấm này. Đấy. Rất là tiện dụng thôi. Các bác cứ giữ lì là nó lại tắt. Đấy, thì các bác cho đầu này vào này. Đấy, đấm này. Đấy, các bác nhá. Đó. Nó có 6 cấp độ rung luôn. Đấy, các bác cứ duy lì này nó rung này. Đây con này. Đấy, các bác có thể tăng cấp độ lên này. Đấy, từ cấp độ 1 đến cấp độ 6 này. Đấy, nó rung rất mạnh luôn các bác nhá. Rung rất mạnh luôn. Đấy, đấm vào các bó cơ này. Đấy, rung tay lên luôn các bác này. Đó. Đấm vào các bó cơ các kiểu các bạn hiểu nhá. Đây em cho vào tay nó còn rung bật tay lên này các bạn này. Đó, đây các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Đó. Thì đây em sẽ có cái video review thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, con này thì hôm nay thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ, xả kho thanh lý để đón Tết các bác nhá. Đổ massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể. Muốn nhà sạch. Massage cầm tay gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ rung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Và với sản phẩm nắm sao nhá, gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ rung massage tùy nhu cầu của mỗi người.
người, đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân, massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, cách là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao. Đó thì rất ok các bác nhá, một cái sản phẩm con súng thư giãn như này. Các bác lên cho em là súng thư giãn 240k bao ship cho con súng thư giãn này các bác nhá. Đó, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì hôm nay bên shop Phạm Huấn tiếp tục về cái lô đó là cái thuốc trị lăng ben, hắc lào lăng ben các bác nhá. Đó, các bác lên cho em là hắc lào lăng ben các bác nhá. Đó, thuốc trị hắc lào lăng ben đây, hắc lào đấy, thuốc trị hắc lào này đấy, hắc lào lăng ben các bác nhá. Lăng ben con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là đi 30k cho một lọ này các nhá. Đấy, có lên trên là thuốc trị hắc lào long biên 30k một lọ. Có nào lấy từ 4 lọ là bên em sẽ bao ship, 4 lọ là bao ship các nhá. Đó. 30k một lọ này và 4 lọ là bên em sẽ bao ship. Con này thì các bác chuyên trị cho hắc lào long biên. Đấy. Các loại hắc lào long biên hoặc là nấm niếc các thứ là mình sử dụng là nó sẽ khỏi luôn các nhá. Đó. Hàng thì là hàng nội địa Nhật, rất là chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ là hợp rẻ cho các bác nhá. Đó. Có lên trên là thuốc trị hắc lào long biên. Giá chỉ có 30.000 một lọ này thôi. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Hàng này thì nói chung là bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đó đây các bác này. Đó đây. Thì đây là cái lọ của nó này. Đấy, nó là thuộc cái dạng kem các bác nhá, thuộc cái dạng kem trắng. Đấy, về các bác cứ bôi mà là xong thôi. Rất là tiện như này. Đó. Hàng nội địa Nhật rất chất lượng luôn. Đây. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Toàn bộ chữ Nhật hết, chữ Nhật và tiếng Anh các bác nhá. Đó. Đây. Rất chất lượng luôn. Giá thì chỉ có 30.000 một lọ thôi. Chuyên trị hắc lào long ben thôi nhá. Đấy, bác nào bị hắc lào long ben hoặc là chân tay bị các cái bệnh tương tự thì các bác có thể dùng. Đây, các bác nhá. Đấy, tem chống hàng giả, hàng giếc đàng hoàng. Đó, một cái lọ như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 30k, 30k thôi nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là dầu nóng Hàn Quốc thôi nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc. Thì một cái lọ dầu nóng Hàn Quốc như này, bên shop đang bán là 50.000. Đấy. Dầu nóng Hàn Quốc này, đó. Dầu nóng này. Hàn Quốc này, đó. Các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, đặc biệt là miền Bắc đang vào mùa đông như này. Đấy, các bác bị đau các khớp tay, khớp chân rồi đau cổ, đau mỏi cổ vai gáy này. Dầu nóng Hàn Quốc này, đấy. Hàng của Hàn Quốc rất chất lượng luôn. Một lọ của nó là 100ml. Đây, tem mác chữ Hàn hết các bác nhá. Đó. Thì bên shop đang bán là 50k. Xả cho bác cái giá là 40k một lọ này. Bác nào lấy từ 4 lọ là bên em sẽ bao ship. 4 lọ là bao ship cơ nhá. 44 là 16, 160.000 bao ship tới tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Các bác lên mã giúp cho em là dầu nóng Hàn Quốc không nhá. Đó. Dầu nóng Hàn Quốc đây. Hàng của Hàn Quốc rất chất lượng luôn các nhá. Đây, các bác này. Đó. Tem mác các thứ đàng hoàng không nhá. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng. Vâng. Đấy. Dầu nóng Hàn Quốc không nhá. Đó. Đây. Đấy thì đây. Giá cả của nó đây, giấy tờ của nó đây. Giấy tờ của nó đây. Đấy các bác xem chưa? Đó. Toàn bộ là chữ Hàn hết cô nhá. Đấy. Đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ các bác bôi vào cho em. Đấy. Ở đây thì nó tặng kèm các bác một cái con massage như này. Đấy, về các bác cầm các bác lăn vào các cái vị trí ở trên cơ thể của nhá. Đó. Để cho nó nóng lên. Sau đó thì các bác mở cái kem này ra, các bác bôi vào cho em. Nó là thuộc dạng kem màu trắng các bác nhá. Hàng rất chất luôn. Đấy. Chuẩn Hàn Quốc này. Rất nóng luôn, mã tem mã vạch đàng hoàng nhá. Một lọ này của nó là 100ml. Đó. 100ml, đó. Đấy 100ml. Giá thì cực kỳ là hợp lý thôi, chỉ có 40k một lọ này thôi các nhá. Chỉ có 40k một lọ dầu nóng này thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đấy các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, 40k một lọ này nhá. Đấy 40k một lọ dầu nóng Hàn Quốc này. Giá cực kỳ hợp lý. Dầu nóng Hàn Quốc 4 lọ là bên em sẽ bao ship. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô thảm đây. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là thảm 46 các bác nhá. Lô này em về thì nó là thảm thảm tròn các bác nhá. Đấy. Còn mà nói chung là hàng chấm hết rồi. Cái này dùng để thảm 46 này. Đấy, kích thước của nó là 40 nhân với 60. Giá là đi 60k một chiếc. Đó, 60k một chiếc. Bác nào lấy thì 3 cái là bên em sẽ bao ship. 3 cái là bao ship thôi. Đấy, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Còn nếu các bác mua những cái thứ lặt vặt thì đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy, mua lặt vặt thì đơn hàng từ 200 là bao ship. Còn nếu các bác mua theo món mà bên em đã quy định thì cứ theo món thôi. Ví dụ như là 3 lọ, 4 lọ hoặc là mấy cái thảm này bao ship thì bên em sẽ bao ship. Đây. Đấy, nó cũng có rất là nhiều. Không, còn có 2-3 cái thôi, 2 cái thôi.
Đấy, rất là nhiều màu sắc khác nhau nhá. Đấy, nhiều màu sắc khác nhau. Đó, rất là đẹp luôn. Hai chục cái. Đó, thì đây này các bác này. Đó, sản phẩm của nó đây các bác nhá. Rất là chất lượng luôn. Đấy, rất chất lượng luôn. Bác cứ để ở dưới bác xem. Để trên thế lại rơi là vỡ. Đấy, để hắn xuống dưới đất ý. Đây, đấy, rất là tiện dụng như này. Mặt dưới là bằng cao su non, chống trơn trượt. Ví dụ như đây, các bác để trên, ví dụ các bác để trên các mặt nền này. Đây em để trên cả nền vải hoặc là nền đá hoa, nó đều không trượt hết các bác nhá. Đều không trượt hết đây. Các bác quan sát này. Đấy. Dính đét luôn, để trên nền này dính đét luôn thì nó sẽ dùng nó rất là an toàn, không bị trơn trượt nguy hiểm này. Màu thì rất là đẹp, toàn những cái màu rất là sạch sẽ nhá. Toàn rất là màu rất là sạch sẽ luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ như này. Giá của nó là đi 60k một cái thảm như này. Đấy, thảm Nhật cực kỳ là chất lượng luôn không nhá. Thảm 46 Nhật rất chất lượng luôn. Giá chỉ có 60.000 một chiếc. Bên dưới là cao su non, bên trên là nỉ các nhá. Bên trên là nỉ, đó rất chất lượng luôn. Mã sản phẩm tiếp theo cho ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái mã sản phẩm, đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cân sức khỏe. Còn cân sức khỏe này thì bên shop đang có chương trình xả thanh lý cho bác giá. Đây này, tươi này. Cái này bóc vào rồi này. Xả thanh lý rất là tốt luôn. Đó, đang bán là 100. Đó thì các bác lên mã giúp cho em là cân sức khỏe các bác nhá. Đó. Cân sức khỏe. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 180.000. Xả cho các bác 40.000 luôn, còn 140k nhá, 140k bao ship nhá, 140k bao ship cho cái mã cân sức khỏe này. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Ở đây thì sản phẩm của nó đã tặng kèm các bác một đôi pin luôn. Đây. Đấy. Hàng nội địa Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Toàn chữ Nhật hết các bác này. Đó. Đây, toàn chữ Nhật hết đây các bác này. Đó. Ở đây thì đã tặng kèm các bác một đôi pin rồi. Đây. Ví dụ hàng này thì nó gửi từ nước ngoài về thì nhiều khi nó hết pin. Thì các bác thay pin mới cho em các bác nhá. Thay pin mới cho em. Thì đôi pin này nó chả đáng bao nhiêu tiền. 2-3 nghìn thôi. Các bác ra hiệu sách hoặc là ra tạp hóa mua cho em. Đó. Đây, về các bác lắp pin là sử dụng thôi. Ở đây nó có cái nút này, các bác bật cái nút này lên để khởi động này. Và các bác chọn cho em chế độ là kg. Đây, như này là ok này. Hôm nay miền Bắc rất lạnh luôn. Trong nhà nhà em đang là 13 độ C các bác nhá. Trong nhà đang là 13 độ C. Ngoài giờ chắc chỉ tầm khoảng là 10 độ thôi. Đây, trong nhà này, em trong nhà mà đã là 13 độ C rồi các bác nhá. Con này thì nó là cập nhật nhiệt độ luôn các bác nhá. Cập nhật nhiệt độ luôn. 13 độ C. Đấy, cập nhật nhiệt độ luôn và tính kg luôn. Đây em sẽ cân thử cho bác xem nhá. Đấy. Em xem là hôm nay em bao nhiêu cân nào. Đó. Đây. Đấy, 69,17 kg, tức là 69 cân. Đấy. À, chứng tỏ là em hôm nay lên cân, chắc mặc nhiều quần áo quá. Đấy. Nguyên quần áo cũng đã phải lên nguyên quần áo phải lên mất 2 cân rồi, các bác nhá. Đó. Mỗi khi em chỉ còn 6 7 cân thôi. Đây. Các bác cứ để là tự dưng nó tắt thôi, các bác nhá. Đó. Thì một con cân sức khỏe như này, giá là 140.000, đã bao gồm phí vận chuyển. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra rồi thanh toán. Lỗi bên em sẽ đổi một trong vòng 10 ngày. Đấy, trong vòng 10 ngày các bác nhá. Khi các bác nhận được hàng thì bên em sẽ gửi kèm một cái tờ hóa đơn. Thì khi các bác gửi hàng về cho shop là cũng phải có cái tờ hóa đơn ấy thì mới xác nhận được là mua hàng bên em. Tại vì rất là nhiều shop bán hàng giống nhau, cho nên là hàng gửi về là bên em sẽ xác nhận theo hóa đơn mua hàng. Hóa đơn mà phải là hóa đơn có cái sản phẩm đấy các bác nhá. Chứ còn nếu mà hóa đơn cũ không có sản phẩm thì bên em cũng không xác nhận. Lưu ý vậy luôn. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô, đó là cái đũa mạ vàng của Hàn Quốc. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đũa mạ vàng. Đấy. Đũa mạ vàng. Một hộp như này là 10 đôi, hàng của Hàn Quốc nhá. Đó. Lên mã cho em là đũa mạ vàng này. Đó, đũa mạ vàng. Đũa mạ vàng này thì bên shop đang bán với cái giá đó là 60k trên một hộp 10 đôi nhá. 60k trên hộp 10 đôi. Đấy. Lên cho em là đũa mạ vàng. Thì nói chung là hàng siêu đẹp, siêu chất lượng rồi. Đây. Korea này. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý. Đây, một hộp của nó như này các bác này, 10 đôi, hàng mạ vàng siêu chất lượng luôn. Đấy, cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác cứ làm cho em 3 vỉ đũa này về để ăn Tết ăn nhất trong gia đình rất là ok nhá. Đó, rất là ok luôn. Hàng thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn các nhá, sợi thủy tinh kháng khuẩn. Đấy, chống nấm mốc kháng khuẩn các nhá. Dùng cái đũa này thì các bác không bao giờ lo bị mốc. Ví dụ như cả năm các bác mới lôi ra ăn một lần cũng được. Chả lo gì cả, mình chỉ rửa vệ sinh đi là xong. Không sợ nấm mốc, không sợ mùi nhựa. Tại vì nó là được làm từ sợi thủy tinh đúng nhá, chứ không phải là từ nhựa thông thường. Đấy, từ sợi thủy tinh kháng khuẩn. Các bác biết là thủy tinh thì nó như thế nào rồi. Cái chuyên làm cốc chén là bằng thủy tinh đấy. Đồ thủy tinh thì nó rất là sạch sẽ và đẹp đúng nhá. Đó, thì một bộ như này bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 60.000 10 đô. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Rồi, ok. Con này dây của nó là 10 mét đây các nhá. Con này thì có thể thả vào nước được luôn. Các bác thấy không? Đây.
thả vào nước tòng tòng này vẫn ok không nhá. Đó, đây, lét hạt ngọc này. Đấy. Hộp của nó thì như này các bạn này. Con này là lét hạt ngọc này, dây của nó là 10 mét này. Đấy. Dây của nó là 10 mét. Cái này thì các bác lên cho em là lét hạt ngọc các nhá. Đó, lét hạt ngọc. Đấy, lên cho em là lét hạt ngọc. Đấy, lên cho em là lét hạt ngọc. Con này thì dây của nó dài là 10 mét đây. Đấy, dây dài 10 mét có điều khiển luôn các nhá, có điều khiển luôn. Đấy, của nó thì là thuộc cái dạng là dây hạt ngọc như này. Đấy. Dây hạt ngọc này là dòng này là chuyên chống nước các nhá, chuyên chống nước. Các bác dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn các nhá. Này, này. Đấy, cái này các bác có thể là co này, kéo này. Đấy, co kéo giẫm đạp này. Dòng này của nó là dòng chống nước các nhá, dòng chống nước. Co kéo giẫm đạp rồi xoắn rồi thoải mái luôn các nhá. Đấy, đập phá này, vò này. Đấy, thoải mái luôn. Đây các bác này, đây, em giẫm cho bác xem này. Giẫm này, đấy các bác nhá. Đấy, các bác có thể bỏ lên bàn đập thoải mái luôn, không hề ấn gì các nhá. Đấy, rất là ngon lành. Thì cái này của nó thuộc cái dạng là lét hạt ngọc nhá, lét hạt ngọc chống nước. Con này thì chống nước các bác để ngoài trời là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ lét hạt ngọc như này. Giá của nó là đi 150.000, 150.000 các bác nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em là lét hạt ngọc cũng nhá. Đó. Cầm cho anh mấy tờ giấy ở đây luôn. Mấy tờ giấy ghi đơn đấy. Lên cho em là lét hạt ngọc này. Đó, lét hạt ngọc. Lên cho em là lét hạt ngọc, con này thì 150k. 150k và bao ship các nhá. Đó, 150k bao ship cho cái mã lét hạt ngọc này. Đấy, đây. Của nó như này các bác. Đấy. Dây dài là 10 mét các nhá. Đấy. Dây dài là 10 mét. Đấy thì các bác lên cho em lét hạt ngọc hoặc là lét 10 mét được. Đấy. Tiếp theo bên em có cái bộ 5 mét. Đây. Cái bộ này là bộ 5 mét này. Đây. Bộ này là bộ 5 mét các bác này. Đấy, 5 mét thì con 5 mét này là nó có cả ấy luôn, nó có cả gì, có cả cái gọi là nó có cả cái con này thì cũng có điều khiển các bác nhá. Đây. Con này là con 5 mét. 5 mét thì có cả cục nguồn luôn. Đấy, con này là dòng 5 mét này. Đây, 5 mét này. Cái này thì không chống được nước nhưng mà có cả cục nguồn luôn. Về các bác chỉ việc cắm vào là xong thôi. Cũng có điều khiển, có cục nguồn, về các bác cắm vào là xong. Đây, bộ của nó đây các bác này. Đấy, bộ của nó đây. Cũng có điều khiển các bác nhá. Có điều khiển luôn. Để cho các bác sử dụng có điều khiển từ xa luôn. Đấy, rất là tiện các bác này. Đấy, con 5 mét này cũng có điều khiển luôn. Đấy, em đang ấn điều chỉnh đấy các bác này. Đó, nháy loạn xe ngậu luôn các bác nhá. Đấy. Thì con này của nó cũng có điều khiển luôn các bác nhá. Đó, đây, em đang nhấn đây. Con này các bác có thể bóc ra dán vào tường được. Đấy. Bóc ra dán vào tường hoặc là các bác muốn dán cái vị trí nào tùy ý. Đây là cái dây 5 mét thôi nhá. Dây 5 mét. Đấy, các bác có thể bóc dán được. Đấy, dây 5 mét. Bóc ra và dán vào là xong. Đó. Cái này là dây của nó là 5 mét thôi. Dây của nó là 5 mét. Thì các bác lên cho em là led 5 mét này. Lên cho em là led 5 mét, led dây 5 mét. Cái này thì là 110k. 110k nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là led dây này. Đó. Led dây 5 mét này. Đấy, 5 mét, giá bên em đang gửi tới các bác cái giá là 110k. 110k bao ship nhá. Đó. Còn led hạt ngọc 10 mét là 150.000. Đó, 150.000. Tiếp theo em lên cho các bác đó là cái con bộ led dây 20 mét. Đấy, cái này là dây 20 mét đây. Con này thì nó chỉ có điều khiển ở đây thôi chứ không dây dọa lằng ngoằng. Đấy, điều khiển ở đây. Các bác thích thì điều khiển cơ bằng tay này thôi. Đó, bỏ anh cái biển. Điều khiển cơ bằng tay như này này thôi. Con này thì điều khiển trực tiếp như này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con led dây 20 mét như này. Đấy, con này là led 20 nhá. Các bác lên mã giúp cho em là led 20. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi đây. Led 20, 20 mét. Đấy, bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 60k một bộ này. Đấy, 60k. Ba bộ là bên em sẽ bao ship 180k và bao ship cho ba bộ này. Đó, dòng này thì nó là phân khúc giá rẻ rồi. Đấy, dây bóng cũng tương đối là dày bóng các nhá, rất là dày bóng luôn. Rất dày bóng luôn các nhá, rất là ok. Đây các bác này, đó. Rất là dày bóng luôn. Mã này thì bên shop đang gửi tới các bác một con led led dây như này. Là giá của nó là đi đấy, giá của nó là đi 60.000. 60.000 dây 20m các nhá. 60.000 cho 20m dây. Nói chung là giá rất hạt rẻ luôn. Trên thị trường thì nó chỉ có dây 5m, dây 10m. Nó cũng bán 40-50.000 rồi. Đấy, bên em bán có 60.000 các nhá. Đấy, đây là tất cả các mẫu led của bên em. Đó, thì em sẽ giới thiệu chi tiết và sẽ đây em sẽ test cho các bác xem luôn từng mẫu một các bác này. Đấy, từng mẫu một luôn để các bác cảm nhận các nhá. Đó, đây đây là cái con pháo hoa này. Đây, con pháo hoa thì vừa nãy các bác xem rồi thì em cho các bác xem lại một chút nữa. Đó, con pháo hoa này rất đẹp luôn các nhá. Đó, và nó có thể điều chỉnh các cái chế độ được luôn. Đấy, các chế độ khác nhau các nhá. Đó, các chế độ khác nhau này. Đấy, rất là nhiều chế độ các bác có thể điều chỉnh, tùy chỉnh theo các bác nhá. Đó, rất nhiều chế độ. Đây,
em sẽ điều chỉnh cho bác xem. Đây nha các bác, xem kỹ cái led pháo hoa nhá, em sẽ điều chỉnh các chế độ nhá. Đấy, các bác thấy không? Chế độ led này. Đấy, em sẽ bấm từng nút một cho bác xem. Sáng này. Đấy. Đây, các chế độ sáng này. Đấy. Nháy ra này, đấy. Rất nhiều chế độ luôn, các bác có thể kết nối điện thoại để chỉnh trên app này. Đấy, các cái chế độ này. Đây các bác nhá. Đó. Cái này mà chỉnh xem các cái chế độ thì mất nhiều thời gian lắm các bạn. Đó. Đây. Đấy. Các cái loại màu khác nhau này, các chế độ nháy này. Đấy, chế độ đứng yên này. Đấy, tỏa ra này. Đấy, tỏa vào này. Đây các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ luôn. Đây. Đấy, màu đỏ này. Đấy các bác nhá, rất nhiều chế độ luôn. Đấy các bác thấy không? Tỏa ra, tỏa vào này. Rất là đỉnh cao luôn các bác nhá. Đó. Đấy, rồi các cái màu khác nhau nữa. Nói chung là rất tuyệt vời luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác coi nhá. Đó. Đấy, nháy theo nhạc này rồi các cái chế độ luôn coi nhá. Đấy, nói chung là rất tuyệt vời. Đấy, một cái con led pháo hoa như này rất đỉnh cao luôn coi nhá. Đó. 240.000 cho cái con led pháo hoa này. Tiếp theo là đến cái con led ngọc đây, con led ngọc đây này. Con led ngọc là dây bên trên, còn con led dán tường thì mắt dày hơn là dây bên dưới. Đấy, các bác chọn con nào cũng được coi nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Các cái em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đấy thì cái lô vật mũi bên em lại về các bác nhá. Đấy, giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Thì bên shop vẫn đang gửi tới các bác cái giá là cái vật mũi này, giá của nó là 200k và bao ship không bao gồm củ xà các nhá. 200k bao ship. Cái này thì không có củ các nhá, không có củ, chỉ có dây thôi. Đấy, chỉ có dây thôi, không có củ, 200k bao ship. Con này thì hàng 3 chức năng, chống vừa là tính năng là làm đèn ngủ này, làm vật mũi thông thường này, và làm đèn ngủ vật mũi thông thường và tính năng bắt mũi tự động nhé, bắt mũi tự động đây. Các bác chỉ cần được tặng kèm dây như này thôi, tặng kèm dây về các bác cắm sạc vào đây cho em. Hàng này thì nó là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Nhật về nhá. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đây, cắm sạc thì bác cắm như này con này. Đấy, như này là cắm sạc này. Đấy, đây là cắm sạc con nhá. Đấy, cắm sạc rất là đơn giản luôn các bác ạ. Đó, cắm sạc đây. Còn sử dụng thì đây, các bác chỉ cần đẩy cái này lên này. Đấy, tính năng bắt muỗi là tức là cái màu hồng này là bắt muỗi này, cầm cái kéo bên này. Đấy, cái màu hồng như này là cái màu xanh xanh hồng như này là để bắt muỗi này. Đấy. Thì về các bác để vào cái giá đỡ này cho em, để cái giá đỡ này cho em. Đó. Thì khi mà con muỗi nó chạy vào này, đấy. Con muỗi nó chạy vào các bác này. Đấy. Thì con muỗi nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh màu hồng như này, nó chạy vào này. Đấy là nó sẽ bị chập này các bác nhá. Đấy. Nó sẽ bị chập này các bác nhá. Đấy. Nó sẽ bị chập này các bác nhá. Đấy, muỗi nó sẽ bị giật và nó sẽ chết các bác nhá. Đó. Thì đây, nó giật rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, rất là mạnh luôn các bác nhá. Đó. Con này thì ngoài ra thì tính năng của nó là tính năng bắt muỗi thông thường. Bắt muỗi thông thường thì các bác để cho em cái nước 2. Đấy. À, vật muỗi tự động thì phải để cái nước 2 và bắt muỗi thông thường thì là được. Vật muỗi thông thường thì để cái nước 1 cho em. Để cho em cái nước 1 đây này, rất là ngon lành luôn. Đó. Và thì cực kỳ là chắc chắn luôn, bảo hành cho bác luôn. Các bác yên tâm sử dụng nhá, hàng chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ hợp lý, một con vật mũi như này. Đấy, có đế giá đỡ như này để các bác ban đêm thì các bác bật lên, vừa làm đèn ngủ vừa lại bắt muỗi tự động luôn. Nếu ban đêm mà các bác bật thì các bác phải cắm sạc cho em nhá, tại vì cái pin của nó thì nó rất là nó chỉ sử dụng để bắt muỗi thôi, chứ còn nếu mà các bác để đèn suốt đêm thì không thể chịu được các nhá. Đó, pin nó nhỏ. Pin 16850 con này có thể thay thế được không nhá. Đó. Thì một con vật mũi như này, bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 200k và bao ship các nhá. 200k bao ship cho cái mã vật mũi này không nhá. Đó. 200k bao ship. Các bác lên cho em là vật mũi thông minh với nhá. 200k bao ship cho một con vật này. Đó, vật mũi hàng của thương hiệu Nakagami. Đây. Hàng của Nakagami của Nhật các bác. Đây. Đấy, Nakagami các bác nhá. Đấy. Vật mũi của Nakagami của Nhật các bác này. Đó, Nakagami. Đó, rất chất lượng luôn, hàng nhập khẩu 200k một chiếc các bác nhá. Đó. Mã tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái máy bơm các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là máy bơm nhá. Đó. Lên mã cho em là máy bơm. Con máy bơm này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 110k nhá, 110k. Đấy, bao ship cho cái mã máy bơm này. 110k bao ship cho con máy bơm này các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy. Thì con này khi các bác dở ra nó sẽ như này các bác này. Đấy, dở ra nó sẽ như này. Đấy. Thì nó bao gồm là một cái đầu bơm này, một cái đầu bơm và một cái thân máy này và cả dây dợ các nhá. Đấy, đây. Thì đây là cái dây sạc này, dây sạc đây. Đấy, còn đây là cái đầu bơm nước này, là cái đầu bơm nước đây các bác về cắm ở đây cho em này. Đấy, đây là cái đầu hút này. Đấy, đầu hút đây. Đầu hút đây các bác nhá. Đó, thì về các bác cứ cắm sạc vào là các bác dùng thôi, nó rất là tiện các bác nhá. Bơm được hết các loại. Rất là tiện luôn. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 110k bao ship. Đây em sẽ có cái video chi tiết cho các bác xem. Cầm cái ghế. Em sẽ có video chi tiết cho bác xem. Đây. Đấy. Ghế ngoài cùng.
Đây các bác nhá, đây cái máy bơm của nó này, bơm rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Đây, đấy. Các bác có thể là bơm nước, bơm rượu, bơm dung dịch, hút các kiểu con đà điểu được luôn. Cứ cắm vào là hút thôi. Đấy, nó có công tắc ở bên trên. Bật lên là tắt đi là nó có công tắc hết. Các bác cứ sử dụng cái công tắc này chưa? Nó rất là tiện dụng các bác nhá. Đấy. Rất là tiện dụng luôn. Rất tiện dụng, giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác. Đó. Chỉ có 110k bao ship. Mã tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em về cái lô đó là đèn thờ nhá, đèn thờ. Thì con này bên em ký hiệu nó là đèn đỏ các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn đỏ này. Đấy. Đây, lên mã cho em là đèn đỏ. Đèn đỏ nhá. Đấy, lên cho em là đèn đỏ. Thì bên em đang có hai mẫu. Đấy, mẫu chạy điện là 45k, mẫu chạy điện là 45k nhá. Đấy, điện là 45k. Còn mẫu chạy pin là 40k. Đấy, chạy pin là 40k. Tất cả đều lấy từ 3 quả, 3 cái là bao ship các nhá. 3 cái là bao ship các nhá. Đó. 3 cái là bao ship. Thì con này của nó là nó chạy điện con này. Đây, chạy điện đây. Nó có dây như này, cắm điện các nhá. Đấy. Có dây như này và cắm điện này. Về các bác chỉ cần cắm điện vào là xong. Đây. Đấy, các bác nhá. Đấy. Có dây cắm điện đây. Đây em sẽ cắm điện cho bác xem này. Con này nó cắm điện 220 bình thường, cắm vào là lên luôn các bác nhá. Đó. Đây. Cắm điện 220 các nhá. Đó, cắm điện 220. Đây. Đấy, đây các nhá. Đấy. Đây con này, đó, cắm điện 220 các nhá. Đây. Đấy, nó cắm điện 220 như này các này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con như này. Giá của nó là 45.000, 45k cho cái con cắm điện này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn đỏ nhá, đèn đỏ. Đấy, nó có màu đỏ rất là đẹp luôn. Thì lên cho em là đèn đỏ. Đấy. Đèn đỏ, con này là con cắm điện này. Đấy, đèn đỏ này. Đèn đỏ. Con này là 45k, con cắm điện này là 45k nhá. 45k cho con đèn đỏ cắm điện này. Đó. Đây, cắm điện mà nó rất là đẹp con này. Đây. Đấy, cái này thì các bác có thể tháo rời ra được, nó chạy bằng bóng led các nhá. Đấy, chạy bằng bóng led. Rất là đẹp luôn. Đây, các bác này. Nó cắm điện này, các bác để trên bàn thờ nó cũng rất là đẹp và tiện dụng, không lo bị thay pin thay biếc mất công. Đấy. Hoặc là bên em có cả các loại dùng pin. Nó cũng như này thôi, nó không có khác gì nhau cả nhưng mà nó là loại dùng pin thôi. Đây. Đấy, dùng pin thì có công tắc đóng ngắt đằng sau và có pin như này. Về các bác lắp pin vào cho em có nhá. Đấy, đây. Nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ. Cái này là 45.000, 40.000, không bao gồm pin các nhá, không bao gồm pin. Về các bác tự lấy pin nhà mình thôi. Đấy các bác tự mua pin. Đấy, pin thì cũng rất là rẻ thôi. Đấy. Đấy các bác nhá. Đấy. Con điện và con pin này thì nó cũng tương đương nhau, không có khác nhau gì cả. Đây các bác nhá. Đó, hai con tương đương nhau thôi. Một con là sử dụng điện, một con là sử dụng pin. Đấy, con sử dụng pin này thì là 40.000 nhá. Con pin này thì nó rẻ hơn một tí là 40k. Đấy, các bác lên cho em là đèn đỏ pin hoặc là đèn đỏ điện. Đây, con này là đèn đỏ này. Đấy, lên cho em là đèn đỏ pin. Đèn đỏ pin thôi nhá. Đấy, con pin này là 40k. Đấy, còn con đèn đỏ điện. Con đèn đỏ điện này, con đèn đỏ điện này là 45k. Đấy, lên cho em là đèn đỏ điện này. Đấy, một con chạy điện, một con chạy pin các bác nhá. Các bác xem đúng mã cho em. Đấy, con đèn đỏ điện này là 45.000, còn con đèn đỏ mà chạy pin này là 40k các bác nhá, 40k. Đó, hai con thì đều đẹp như nhau nhá. Đều đẹp, đều xuất sắc như nhau. Đấy, đây. Hai con đều đẹp, đều xuất sắc như nhau. Có cái là một con chạy điện, một con chạy pin, nó đơn giản vậy thôi các bác nhá. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về được một lô cái thuốc trị hắc lào long ben các nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hắc lào. Đấy. Lên cho em là hắc lào long ben này, đó. Hắc lào lang ben nhá. Đó, hắc lào lang ben. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một cái lọ hắc lào lang ben này. Đấy. 30k nhá, hắc lào lang ben. Giá cực kỳ là tốt luôn. Đây con này. Đấy, một lọ của nó như này. Đấy, cái này của nó thì tem chống hàng giả, giếc đàng hoàng các bác này. Rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể sử dụng để mình bôi các bác nhá, rất hợp lý luôn các bác nhá. Đây, đấy. Nó là thuộc một cái dạng kem các bác nhá. Nó là thuộc cái dạng kem trắng các bác, kem trắng. Đấy, nó thuộc dạng kem như này. Về các bác ấn nút thì ra là các bác sử dụng thôi. Đây, nó có lấy sao các bác nhấn ra này là sử dụng các bác nhá. Đó. Cái này thì chuyên trị hắc lào, lăng ben các kiểu con là điều luôn. Đó, giá bên shop đang bán với cái giá là 30.000. 30.000 cho một cái lọ hắc lào lăng ben này các bác nhá. Rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Đó. Các bác lên cho em là thuốc trị hắc lào lăng ben 30k nhá. 30k cho cái lọ này các bác nhá. 30k cho cái lọ hắc lào. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Rất vui trân trọng cảm ơn quý bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng của shop suốt những thời gian qua và trong những năm qua. Đó. Thì rất vui trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết.
Nay thì bên em về được một lô cái bóng đèn led của anh em các bạn nhé. Đó, bóng đèn led thì em có mấy mẫu như này, thì em sẽ lên video nhanh để gửi tới các bác. Đó, thì mã đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cái bóng dây nhá. Các bác lên cho em là bóng dây. Đó, một dây này của nó là 10 mét và nó có 20 quả nhá. Đó, 10 mét và có 20 quả bóng. Để em đếm lại xem có đúng không, lúc các bác bắt đèn thì chết. 20 quả nhá, 20 quả bóng. Dây của nó là 10 mét, 20 quả bóng. Giá chỉ có 350 nghìn, bao ship nhận hàng kiểm tra, thanh toán thôi nhá. Đó, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, ok, 20 quả thôi nhá. Các bác lên cho em là dây bóng, không, lên mã giúp cho em là dây bóng thôi nhá, đó, dây bóng 20, đấy, nhưng mà nhầm với dây led 20, các bác chỉ cho em là dây bóng là được rồi, đấy, dây bóng các bác nhá, đó, dây bóng, đếm rồi, dây bóng các bác nhá, dây bóng 350 nghìn, dây 10 mét và có 20 quả bóng, đó, 10 mét mà chia ra làm 20 quả, vị trí của nó là 50 sen. Đấy, 50 sen một quả này các bác nhá. Đấy, 50 sen một quả này. Đấy thì các bác về kéo vào trước hiên này hoặc là trang lên các cái cây cối nhà mình thì nó rất là đẹp. Hàng này của nó là hàng chống nước các bác này. Đấy, hàng chống nước luôn. Các bác cứ kéo dài ra như này. Nó là một cái dây 10 mét các bác nhá. Đấy, một cái dây 10 mét và của nó có 20 quả bóng. Công suất của cái bóng này của nó là 3W một quả, tức là 20 quả bóng như này là một lần các bác bật lên là mất 60W các bác nhá. Đấy, của nó là 20 bóng. 23 là 6, tức là mất 60W. Nói chung là nó cũng chỉ bằng một cái quả bóng điện 60W thông thường thôi. Ăn chơi không sợ mưa rơi đâu nhá. Nhà khách sạn này vừa sáng vừa sang vừa mịn luôn các bác nhá. Đó. Giá thì các bác lên cho em là dây bóng này, dây 10 mét này. Đó, dây 10 mét. Giá bên shop đang gửi tới các bác với giá đó là 350 nghìn bao ship dây 20 quả. Đấy, bao gồm cả dây cả bóng luôn. Đấy, các bác lên cho em là dây bóng. Đấy, hoặc là bóng dây. Đấy, bóng dây. Đấy, thôi cho em lên cho em là dây bóng cho nó xuôi. Đấy, lên cho em là dây bóng có nhá. Dây bóng 10 mét 20 quả hoặc là dây bóng 20 quả đi. Đó, lên cho em là dây bóng 20 quả. Giá bên shop đang bán là 350 nghìn. Đây, hàng như hình mà hình như hàng luôn có nhá. Đó. Hàng bên em gửi thì không chưa kèm ấy các bác nhá. Đó, chưa kèm chưa xoáy vào đâu. Bên em sẽ gửi rời bịch như này. Đấy, em sẽ gửi một cái bịch của nó là như này. Đấy, kèm thêm là 20 quả bóng ngoài, 20 quả bóng ngoài các bác nhá. Đó. Gửi một bịch như này, kèm thêm 20 quả bóng ngoài nữa thì về các bác tự các bác xoáy vào thôi. Kết nối thì nó đơn giản thôi, không có cái gì cả. Đầu của nó là đầu giờ như này. Về các bác kết nối vào cho em. Đó. Và cái đầu này của nó thì nó sẽ nối được tiếp với cái đuôi. Cái đuôi này nó sẽ nối tiếp vào cái bộ mới được, nối tiếp vào cái bộ thứ hai được, cho nên là các bác sẽ không cần phải dây dợ lằng ngoằng. Nếu như các bác cứ răng theo kiểu nối tiếp thì cứ thế là cắm vào nối tiếp và dẫn nó ra. Các bác nhá. Đó, rất đơn giản thôi. Tiếp theo thì cái bóng này của nó là công suất là 3W, các bác nhá. Công suất của nó là 3W thì bên em có bán lẻ quả này. Quả này là 10.000 một quả này. Đó, 10.000 một quả. Bác nào lấy từ 10 quả trở lên thì bên em sẽ bao ship. Bóng của nó màu vàng như này. Các bác có thể dùng để làm đèn ngủ cũng rất là ok. Công suất chỉ có 3W thôi. Làm đèn ngủ hoặc là để trước cửa đấy. Đấy, mình cần phải sáng suốt đêm mà cái watt nó vừa phải thì các bác dùng quả này cho em các bác nhá. Đó. Công suất của nó là 3W, giá là 10k một quả này. Bác nào lấy từ 10 quả thì bên em sẽ bao ship. Đấy. Các bác lên cho em là bóng 3W các bác nhá. Bóng 3W 10k một quả này các bác nhá. 10k một em này thôi. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên em về một lô các cái loại bóng đèn hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, hàng Việt Nam và công nghệ là của Nhật Bản đó nhá, công nghệ của Nhật Bản, chữ Việt Nam đây, hàng của Việt Nam. Đấy, hàng công ty. Đây, ánh sáng Hoa Tiên này, địa chỉ này. Đấy, ở Hưng Yên các bác nhá. Đó. Đây, chỉ số các thứ lằng ngoằng đây. Đấy, thông số kỹ thuật này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Bên em có 1 2 3 4 5, có 15 20 30 40 50 các bác nhá. Đó, giá tiền của nó này. Đấy. Thì còn 15W là 35.000, 20W là 45.000, 30W là 60.000, 40W là 75.000 và 50W là 85.000. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Đó, giá cực kỳ hợp lý, giá chưa bao gồm phí ship các bác nhá. Giá chưa bao gồm phí ship. Đó. Thì đây, đầu tiên là em thử cho các bác cái quả 15W này. Đây, con này là 15W nhá. Bỏ anh ghế Phương. 15W này giá của nó là đi 35k cho cái quả 15W này. Đấy. Qua lên cho em là đấy, quả LED 15W các bác nhá. Đó thì đầu tiên em lên cho bác cái quả đó là quả này công suất của nó là 15W các nhá. Đấy, 15W này. Con này thì rất tiện dụng các bác dùng ở những cái vị trí mà cần sáng ít vừa phải nhưng mà bật thường xuyên thì nó cũng vẫn là sáng và tiết kiệm điện các nhá. Đấy. Ví dụ như các bác có thể là bật suốt ngày cũng được. Đấy, cái công suất nó chả đáng là bao nhiêu cả các nhá. Đó, nó chỉ có 15W thôi. Nhưng mà nó là dòng đèn LED nên là rất sáng. Lưu ý các bác khi nhận hàng thì ví dụ như cái này nó bị bong thì các bác xoáy lại thì nó cũng rất là đơn giản thôi các nhá. Đó, rất đơn giản thôi. Đó thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái quả như này. Giá của nó con 15W này là 35.000 nhá. 35.000 cho con 15W này.
Đó, 35.000 cho con mã 15W này coi nhé. Đó. Tiếp theo là đến con 20W này. Con 20W này thì giá nó là 45.000 coi nhá. Đó. 20W này là giá 45.000. Đây, em để cái bảng giá đây cho các bác nhìn cái bảng giá cho các bác nắm được coi nhá. Đó. Con 20W này thì giá của nó là 45.000 nhá. 35.000, 45.000. Đấy, 20W sáng hơn nhiều nhá. Đó, thêm con 50W nhưng mà nó rất là khác luôn. Đấy, nó tiêu thụ điện thêm chỉ có 50W thôi, nhưng mà độ sáng của nó rất khác luôn nhá. Đó. Con này thì công suất của nó là đi tiếp theo là em lên cái mã đó là cái con 30W nhá. Đấy, con 30W. Con 30W này thì giá của nó là đi 60k cho con 30W này coi nhá. Đó. 60k. Đó. 60k. Đó. Thì phải gọi lại chứ. Con này công suất của nó là 30W coi nhá. Đó. 30W, giá của nó là 60k cho con 30W này. Đó. 60k cho con 30W này coi nhá. Đó. 60k cho con 30W này. Đó các bác nhá. Rất là ngon lành luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là bóng cho tôi cái quả bóng tròn 30W coi nhá. Đấy. Dòng này thì các bác lên mã giúp cho em là bóng tròn hết coi nhá. Bóng tròn 30W. Đó, rất sáng luôn. Giá chỉ có 60k thôi. Bóng tròn 30W giá 60k nhá. Đó. Cái này của nó thì bằng nhựa nhá, bằng nhựa các bác nhá. Tất cả đều bằng nhựa hết, chống vỡ rất là tốt luôn. Đấy, tiếp theo là quả 40W này. Quả 40W này thì giá của nó là 75.000. Nói chung là tất cả của nó, cái watt của nó đẩy lên thì nó chỉ lệch nhau vào khoảng là đi mấy nghìn thôi các bác nhá. Đấy, 5-10.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy loại nào đấy. Đây, con này quả 40W nó khác hẳn luôn các nhá. Đấy, độ sáng của nó rất là mạnh luôn. 40W này, đấy, rất sáng luôn. Sáng chói chang luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, thì con 40W này là giá là 60.000. À, 40W này giá là 75.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo là những con này là con 50W là con to nhất này. Đây. Bóng của nó cũng rất là to luôn nhá. Bóng rất to như này. Đấy. Thì con 50W này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 85k nhá. 85k cho cái con 50W này nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn bóng tròn 50W các nhá. Đấy, bóng tròn 50W. Đấy. Thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là đi 85k. 85k cho quả 50W này. Đấy. Đây, thì các bác xem kỹ cho em cái bảng giá này. Đây. Xem kỹ cho em cái bảng giá này để mình nắm được các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có là 15W này là 35.000, 20W là 45.000, 30W là 60.000, 40W là 75.000 và 50W là 85.000 các bác nhá. Đó. Rồi, ok. Đây đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là kệ kem đánh răng. Đấy, thì cái này là mình để ngửa nó như này, còn khi các bác để lên dán lên tường thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, nó sẽ như này. Đấy. Thì con kệ này bên shop đang bán là 210k. Xả cho các bác với cái giá cực kỳ là tốt luôn, 190k. Đó, 190k cho cái kệ kem đánh răng này các bác nhá. Đó, xả thanh lý nốt cho các bác, em còn mấy cái nữa, xả thanh lý nốt. Các bác lên cho em là kệ kem đánh răng các bác nhá. Đó, kệ kem đánh răng. Đấy, em đang bán giá gốc của nó là 240 này. Giờ xả cho các bác còn 190. Bộ này của nó là bao gồm là 3 cái cốc có từ hít luôn các bác nhá. Có từ hít luôn. Đó, đây, có từ hít như này. Và các bác treo cái ấy vào đây, treo cái mặt chải vào đây hoặc là bỏ trên ngăn này. Còn cái này thì các bác xoáy ra để xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Và đây có một cái ngăn phụ để các bác để những đồ linh tinh nhá. Đó. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ chọn bộ sản phẩm như này vào đây. Đấy. Bao gồm là 3 cái cốc này. Đấy. 3 cái cốc các bác nhá. Đó, bao gồm là cho các bác là đi 3 em cốc này. Sẽ bao gồm là 3 em cốc này. Rồi đến cái thân chính này và miếng dán và cái tích kê này. Đấy, cái miếng dán này thì các bác thích dán hình nào thì dán, để mình chia nhau cho mỗi người một cái miếng dán khỏi nhầm lẫn. Đây, còn cái sản phẩm chính của nó đây nhá. Hàng trong hộp rất chất lượng xịn sò luôn. Về nó có tặng các bác hai cái miếng dán, các bác dán vào tường xong là xuyên nó vào là xong. Đấy, để mình để kem đánh răng các kiểu con này đều được luôn. Đây thì cái này em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn để các bác nắm được thôi nhá. Đó. Nói chung là hàng đẹp chất lượng. Bộ 3 cốc này là các bác dùng là thoải mái. Nó không như những cái hàng mà nó có 1 hoặc 2 cốc thì nó hơi ít, các bác dùng nó sẽ hơi bị thiếu. Nhưng mà cái này thì 3 cốc như này thì các bác dùng thì ok ngon lành thôi nhá. Bộ 3 cốc luôn các bác nhá. Đây em sẽ có video chi tiết cho các bác xem. Đây rồi nhá. Thì mình khuyên nên thay đi nhá. Mình chọn cái loại có 3 cốc cho nó to. Dưới đáy cốc thì có hút từ tính đặt vào là nó giữ luôn, mà nó giữ chắc gì đâu ấy. Với cả để ốp như thế này ấy, thì nó mới đảm bảo cô giáo sạch sẽ được. Về chất liệu thì mình cảm giác rất bền. Thiết kế thì cũng thông minh, để được nhiều đồ, không có chỗ bị đọng nước, cô giờ khô ướt ra ướt chưa. Ướt thì khó chịu lắm. Được shop tặng kèm mấy em sticker này luôn. Mấy em này thì cũng chống nước, dán vào thoải mái. Đây là cái chỗ mình để đồ trước khi mình lắp kệ này. Lắp lên nhá. Đấy, gọn gàng sạch sẽ, đẹp đẽ hơn hẳn chưa. Đấy, rất là ok các bác nhá.
Đấy, bộ của nó bao gồm 3 cốc như này. Các cái miếng tích kê này các bác nhá. Đó. Các bác thích miếng nào thì các bác dán nó vào cái cốc để đánh dấu. Đánh dấu mỗi người một cốc tránh nhầm lẫn. Đây là cái miếng dán này. Các bác để cái miếng dán vào. Lau sạch tường đi và dán nó lên. Đó. Cực kỳ chắc chắn luôn. Cốc thì lúc nào cũng ở trạng thái là úp ngược cho nên là sẽ khô sạch, không bị lo động cặn. Đấy, kem thì các bác xoáy vào đây xong rồi ấn nhả là nó ra kem. Rất là ngon lành luôn. Đấy, có cái ngăn phụ này để các bác để những cái đồ linh tinh, đồ trang sức các kiểu các bác nhá. Đó, một cái kệ nhà kem mới răng như này. Cái shop thanh lý cho bác còn 190k cái kệ nhà kem này các bác nhá. Giá rất tốt luôn. Tiếp theo trong cái chương